Xin chào mọi người, mình là mẹ Linh Nhân. Và bếp nấu ăn cho con với mình bao giờ cũng là một niềm vui và thử thách, bởi mỗi ngày mình đều phải nghĩ ra những món ăn mới sao cho con đỡ ngán. Hôm nay bà nhỏ nhà mình thèm ăn cơm nấm rong biển. Trời ơi, tưởng gì chứ, món này thì dễ ẹt à, làm loáng cái là xong. Mình thường trộn cơm nguội với rong biển sấy đã có sẵn mè thơm và gia vị, nên mình không cần cho thêm giấm hay muối gì cả. Món này những lúc mẹ bận quá có thể làm cho con ăn thay cho những bữa cơm cầu kỳ, con lại có niềm vui vì được đổi bữa. Các con mình rất thích ăn rong biển. Cái nấm cơm rong biển bé bé thêm một ít chà bông ở giữa là món ăn sáng chân ái với Linh và là món ăn lót dạ của Nhân ở trường. Nay hai bạn ở nhà nên mẹ sẽ làm cầu kỳ hơn một chút xíu. Mấy con khú hót thấy thương luôn. Chưa đâu, chút nữa sẽ có thêm một em hót nhiều hơn vậy nữa. Mọi người chờ nha. Lát nữa cái cục này nguội á, các em nhúng vô trứng thêm một lần nữa nha. Nóng 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 nè. Cơm nấm ơi, hãy chín đi nào. Hãy kịp tê kê la 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 la. Làm nửa chừng thì Linh xuống bếp, thấy mẹ làm cơm nấm nên cũng xin làm cùng. Linh thích vào bếp lắm, cứ lâu lâu là nói con nấu cho ba, con nấu cho mẹ ăn. Mà em chỉ biết nấu toàn mì tôm với trứng, nhưng lần nào thì ba của em cũng khen lấy khen để. Bếp có Linh vào cùng là rộn ràng hẳn lên, mẹ cũng vui nữa. Chứ mọi lần hai em đi học từ sáng tới chiều, nhà vắng tanh à. Nhiều khi mẹ nấu ăn có một mình cũng buồn.
Dần dần rồi mẹ sẽ dạy cho Linh làm thật nhiều món ăn ngon, cũng như là bà ngoại đã dạy cho mẹ ngày xưa vậy đó. Cái này ở đây, em để thẳng đây nè. Xong rồi, lần sau. Chưa? Dím về. Đúng rồi. Đúng rồi. Đẹp chưa? Đó, đúng rồi. Đi để đi, cái cơ chứa cũng thấy. À vậy hả? Cuối cùng thì cũng đã được ăn rồi, nhìn mặt em ăn thương chưa kìa. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào 5 giờ chiều thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần nha. Bye bye!